Chúng ta vừa mới nói về cái bài toán phân cụm. Sau đây chúng ta sẽ đi tìm hiểu một cái thuật toán nổi tiếng nhất, phổ biến nhất để giải quyết bài toán phân cụm. Đấy là thuật toán K-means. Về cái tên của thuật toán này thì có lẽ các bạn sẽ hiểu rõ ngay sau khi chúng ta tìm hiểu nó. Còn trước mắt thì chúng ta sẽ đi vào cái trực quan đầu tiên về cái thuật toán K-means này. Nó là như thế nào? Đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái bài toán. Giả sử chúng ta có hồ sơ kiểm tra sức khỏe của một cái cộng đồng sau một cái kỳ kiểm tra sức khỏe định kỳ. Bây giờ chúng ta cần phải phân loại nó thành các cái nhóm, các cái cụm và cố gắng tìm các cái đặc điểm của mỗi cái cụm này để chúng ta đề xuất các cái phương án chăm sóc sức khỏe khác nhau cho mỗi cụm. Thì để cho đơn giản, thì giả sử cái hồ sơ sức khỏe chúng ta nó chỉ có hai trường thông tin, một là tuổi và hai là cái cấp độ của sức khỏe. Sức khỏe cấp độ 1, cấp độ 2, cấp độ 3, cấp độ 4. Đây chúng ta quy ước cái sức khỏe chúng ta cấp độ 1 là những người khỏe mạnh nhất, ít bệnh tật. Sau đấy thì cấp độ 2 thì bớt khỏe đi một chút. Cấp độ 3 và cấp độ 4 là sức khỏe có nhiều vấn đề nhất. Thì chúng ta đơn giản hóa cái bài toán như vậy. Hồ sơ sức khỏe chỉ có 2 trường, tuổi và cái cấp độ sức khỏe. Từ level 1 đến level 4. Level 1 là khỏe nhất, level 4 là yếu nhất. Và chúng ta phải phân chia thành các nhóm người riêng biệt để chúng ta có những cái chính sách chăm sóc sức khỏe phù hợp với từng nhóm người. Thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Đầu tiên, chúng ta biểu diễn cái dữ liệu chúng ta lên một cái mặt phẳng. Bởi vì dữ liệu chúng ta có hai trường dữ liệu là tuổi và cấp độ sức khỏe thôi, đúng không? Thì chúng ta sẽ biểu diễn lên một cái mặt phẳng như này. Trục hoành là tuổi, còn trục tung là biểu diễn cấp độ sức khỏe từ 1 đến 4. Chúng ta thấy các cái điểm dữ liệu chúng ta nó khá chi là phân tán. Nói chung ở mọi độ tuổi, từ khoảng tầm 15 cho đến 80 tuổi và cấp độ sức khỏe thì từ 1 đến 4 là đều có các cái điểm dữ liệu cả. Bây giờ cái nhiệm vụ chúng ta là phải chia các cái điểm dữ liệu này thành các cái nhóm mà có liên quan với nhau. Cái câu hỏi đầu tiên chúng ta đặt ra là chúng ta muốn chia cái tập dữ liệu này thành bao nhiêu nhóm? Đấy là câu hỏi cơ bản nhất mà chúng ta phải đưa vào như là một cái input của cái thuật toán K-means này. Đầu tiên, chúng ta phải cho nó biết là chúng ta muốn chia thành bao nhiêu nhóm. Sẽ là không dễ để tìm được cái số nhóm phù hợp mà chúng ta muốn chia. Nó cũng giống như cái bài toán về khách hàng trong thương mại điện tử thôi, đúng không? Trước khi chúng ta phân loại khách hàng, chúng ta phải ước lượng trước được cái số lượng nhóm khách hàng mà chúng ta cần chia ra. Chúng ta có thể chia thành 3 nhóm khách hàng, thành 5 nhóm khách hàng, thành 10 nhóm khách hàng. Nó tùy vào từng cái bài toán mà chúng ta phải đưa ra con số phù hợp. Và cái việc đưa ra con số phù hợp này là không dễ. Chúng ta sẽ nói sâu về cái việc lựa chọn cái con số này, lựa chọn cái số nhóm, cái số cụm mà chúng ta cần chia này ở cái phần cuối của chương này. Còn trước mắt thì chúng ta hãy giả sử là chúng ta chỉ cần chia thành hai nhóm thôi. Để chúng ta tìm hiểu về cái thuật toán trước đã. Sau đấy chúng ta sẽ nói về cách chọn cái số nhóm phù hợp sau. Đầu tiên, chúng ta giả sử chúng ta chỉ chia cái số người này thành hai nhóm để có hai cái chính sách chăm sóc sức khỏe khác nhau cho mỗi nhóm. Và cái nhiệm vụ của thuật toán K-means này nó là tìm các cái tâm của mỗi cái nhóm. Thì để dễ tưởng tượng, chúng ta quay về cái hình ảnh về các cái cụm sao của chúng ta. Mỗi một cái chòm sao, một cái cụm sao thì chúng ta sẽ có một cái điểm gọi là tâm của nó. Thì ở đây để tìm được các cái cụm, chia cái dữ liệu chúng ta thành các cái cụm, các cái nhóm thì chúng ta cũng phải tìm được các cái tâm tương ứng của các cái nhóm đấy. Ví dụ như trong cái bài toán phân chia theo cái hồ sơ sức khỏe này, chúng ta cần chia thành hai nhóm thì chúng ta cần phải đi tìm hai cái tâm của hai cái nhóm này. Và sau khi chúng ta tìm được tâm của mỗi nhóm rồi thì chúng ta sẽ nhóm các cái điểm dựa theo các cái tâm mà chúng ta đã tìm được đấy. Như vậy, cái mục tiêu của cái thuật toán K-means là đi tìm tâm của các cái nhóm, các cái cụm mà chúng ta cần chia ra. Và dĩ nhiên là nếu chúng ta muốn có hai cụm thì chúng ta phải đi tìm hai cái tâm cho nó. Thì trong cái bài toán này, cái từ centroid này nó có ý nghĩa nó tương tự như cái từ center, có nghĩa là trung tâm. Ví dụ, chúng ta tìm được hai cái tâm tương ứng với hai vị trí là các cái ngôi sao ở trên cái hình vẽ ở đây. Thì sau đấy chúng ta xác định các cái cụm của chúng ta như thế nào. Những cái điểm nào mà nó gần cái tâm màu đỏ thì nó sẽ thuộc vào cái cụm thứ nhất là cụm màu đỏ chẳng hạn. Những cái điểm nào mà nó gần cái tâm màu xanh thì nó sẽ thuộc cái cụm thứ hai là cụm màu xanh chẳng hạn. Như vậy, cái bài toán chúng ta là chúng ta phải đi tìm các cái tâm. Và sau khi có các cái tâm rồi, chúng ta sẽ chia nó thành các cái cụm. Dựa theo cái khoảng cách từ mỗi điểm đến mỗi cái tâm đấy. Điểm nào gần cái tâm đỏ thì nó vào cụm của cái tâm màu đỏ. Và điểm nào nó gần cái tâm màu xanh thì nó vào cụm của
với tâm màu xanh. Vấn đề đặt ra đây là làm sao chúng ta có thể tìm được các cái tâm này. Tâm nó nằm ở đâu? Cái vị trí của mỗi cái tâm ở đâu thì nó là phù hợp. Thì cái thuật toán cây min này nó sẽ giải quyết cho chúng ta cái vấn đề đấy. Nó giúp chúng ta tìm ra được các cái tâm và sau đấy là chia dữ liệu thành các cái cụm. Thì sau đây chúng ta sẽ đi tìm hiểu chi tiết về cái thuật toán cây min này.